Lướt vừa cập bến showroom. Hôm nay thì em giới thiệu cho mọi người một mẫu xe đến thuộc phân khúc SUV gầm cao 5 chỗ ngồi đến từ một thương hiệu Nhật Bản, một thương hiệu nổi tiếng về độ bền, độ lành cũng như là mức tiêu hao nhiên liệu. Mẫu Mazda CX-5 được sản xuất năm 2021 với phiên bản động cơ 2.0 phiên bản luxury. Ở phiên bản 2.0 thì quý khách hàng lựa chọn ưu tiên hơn khá là nhiều so với phiên bản 2.5 vì độ tiêu hao nhiên liệu của phiên bản 2.0 nó chỉ ăn lanh quanh khoảng 6 đến 7 lít trên 100km đường kết hợp thôi. Hơn nữa thì màu đỏ pha lê thì khá là hợp với bác nào mà yêu thích sự trẻ trung năng động cũng như là theo phong thủy, thì bác nào mệnh hỏa thì khá là hợp với chiếc xe màu đỏ này. Và anh chị nào đang có nhu cầu tìm một chiếc xe CX-5 siêu lướt lăn bánh hơn 2 vạn với cửa tiền loanh quanh trên dưới 700 thì có thể tham khảo với mẫu Mazda CX-5 mà em chuẩn bị giới thiệu ngay sau đây. Với một mẫu xe Nhật Bản này, chúng ta luôn đề cao về chất lượng cũng như là mức tiêu hao nhiên liệu. Nhưng với mẫu Mazda là chúng ta được cả về chất lượng cũng như về ngoại hình thức bên ngoài. Thiết kế thể thao Kodo là ngôn ngữ thiết kế độc quyền của thương hiệu Mazda, trẻ trung năng động. Các chi tiết dập nổi trên phần nắp capo tạo sự khỏe khoắn cho mẫu Mazda CX-5 2021. Form mới thì nó thiết kế thay đổi khá là nhiều so với form cũ rồi. Hệ thống chiếu sáng được trang bị đèn bi cầu projector khá là sáng này. Và form mới thì chúng ta sẽ được trang bị một hệ thống ánh sáng có tính năng auto, thiết kế hình mắt chim ưng khá là trẻ trung năng động. Hơn nữa thì đời cao thì chiếc xe này còn được trang bị thêm tính năng là cân bằng góc chiếu và hỗ trợ đánh lái khi vào cua nữa. Cảm biến cảnh báo va chạm được trang bị cho ngay phần đầu xe của chiếc xe này rồi. Có đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm này. Chi tiết đèn gầm cũng như là giải LED định vị thì chúng ta sẽ được trang bị với công nghệ LED rất là sang trọng và tăng độ sáng cho chiếc xe rất là tốt. Mặt ca răng thì vẫn là điển hình mặt ca răng hình đa giác với logo nổi bật trên nền đen khá là sang trọng. Diện tích logo rất là lớn này, sáng bóng với vận mạ chrome xung quanh. Và con này thì được chủ nhân cũ trang bị thêm một cái phần viền mạ chrome phía bên trên này. Mọi người có thể quan sát này, tạo sự khỏe khoắn và sang trọng chiếc xe này hơn rất là nhiều. Các chi tiết đèn rất là nét mọi người nhé. Còn Mazda thì bây giờ chúng ta thấy rất là nhiều các bác lựa chọn. Trung bình có 5 chiếc gầm cao 5 chỗ lướt qua thì chúng ta sẽ thấy rằng là ít nhất là sẽ có một chiếc CX-5 chúng ta vận hành trên đường. Thiết kế la răng dạng đúc hợp kim nhôm. Con 2.0 bản lắc này thì chúng ta sẽ được trang bị với một bộ la răng thiết kế lên đến 19 inch. Thiết kế rất là lớn này. Và phanh đĩa ABS chống bó cứng được trang bị trên chiếc xe này rồi. Thông số lốp là 225/55R19 các bạn này. Các chi tiết trên xe mọi người quan sát nhé. Con này là 4 lốp, con zin theo xe. Gương chiếu hậu chỉ cập điện, tích hợp xi nhan báo rẽ và tay nắm cửa được trang bị tính năng mở cửa thông minh. Con này thì gương chiếu hậu của chúng ta sẽ được đặt ở phần thân xe thay vì cột A, tăng khả năng quan sát cho tài xế tốt hơn rất là nhiều. Đi luôn là phần nội thất để em giới thiệu chi tiết hơn với chiếc CX-5 này. Phần nội thất thì đa số thì những mẫu xe đến từ thương hiệu Mazda thì chúng ta vẫn trang bị với tông màu chủ đạo cho cái phần khoang nội thất. Đó là cái phần nội thất ghế da được trang bị màu đen. Và con này thì có ghế lái chỉnh điện đa hướng, có chế độ làm phòng đệm lưng bậc lên xuống để chúng ta có thể di chuyển lên xe một cách thuận lợi và an toàn hơn rất là nhiều. Được trang bị trên chiếc xe này rồi. Lót sàn 5D này, ốp bậc để chống sức, chống chảy cho phần cửa của chúng ta. Trên vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp các phím bấm tiện ích như là ra lệnh giọng nói, đàm thoại, rảnh tay, tăng giảm âm lượng. Và đặc biệt thì ga tự động Cruise Control được trang bị trên chiếc xe này rồi. Các họa tiết kim cương này trang trí cho phần vô lăng của chúng ta. Con này có vỏ bọc vô lăng quá nhá, nhưng hiện tại thì vỏ bọc vô lăng lột ra rồi nên mọi người thấy ra là cái phần vô lăng của chúng ta khá là mới. Hệ thống chiếu sáng gạt mưa ô tô, chủ nhân cũ là nữ nhá các bác nhá. Đều co của chiếc xe rất là nữ tính này. Con này lăn bánh 2.9 rồi. Kiểm soát lực kéo TCS, cảm biến cảnh báo va chạm và iStop dừng đỗ 3 giây. Con này được trang bị cốp điện, form mới chúng ta được trang bị cốp điện nữa. Dòng Mazda CX-5 của chúng ta được xếp top đầu phân khúc về tính năng an toàn, vì vậy nên trang thiết bị an toàn của chiếc xe được trang bị tiêu chuẩn khá là nhiều. Thiết kế cửa gió điều hòa hình viên đạn khá là bắt mắt, hơn nữa là tạo sự sang trọng độc đáo chiếc xe. Cửa gió điều hòa của chúng ta thì rất là dễ dàng điều chỉnh hướng gió và mức gió các bác nhá. Mọi người quan sát này, phần táp lô táp ly của chúng ta nhìn rất là mới, rất là nét. Con này mới lăn bánh có hơn 2 vạn thôi, 2021. Con này hiện tại em đang chào bán với mức giá là 755 triệu đồng, có hỗ trợ trả góp. 2021 thì nó sẽ hỗ trợ trả góp rơi vào tầm khoảng 70-75% giá trị của xe. Đây là màn hình hiển thị đa thông tin cho sau vô lăng của chiếc xe, cung cấp các chỉ số giúp chúng ta vận hành trên đường một cách an toàn. Con này lăn bánh 29.406 cây này, km chuẩn của xe các bác nhé. Thiết kế màn hình dựng đứng này, với màn hình tiêu chuẩn này chúng ta tích hợp các tính năng như là kết nối Bluetooth, có các kết nối Apple CarPlay này, Android Auto nữa này.
Bluetooth, FM, radio, định vị chỉ đường đầy đủ hết trên chiếc xe này rồi. Con này thì lên cả cam hành trình rồi các anh chị nhá. Đèn nổ thông minh start stop này, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Các chi tiết trên xe mọi người có thể quan sát này, phím bấm sắc nét, các chi tiết không như là không có một vết xước sét nào, rất là đẹp các bác này. Phím bấm này, điều hòa tự động mát sâu, vô lăng bọc da sang trọng và phần viền vô lăng của chúng ta thì vẫn được mạ chrome để tạo điểm nhấn cho xung quanh cái phần trung tâm khu vực màn hình giải trí phía bên dưới trung tâm điều khiển. Chế độ lái thể thao, phanh tay điện tử, phanh auto hold. Và thông thường thì các bác thấy rằng dòng Mazda nó thiết kế rất là gọn gàng trong cái phần trung tâm điều khiển màn hình giải trí. Tinh giảm tối đa các phím bấm bằng thiết kế núm xoay này. Mọi người quan sát này, con này thì mọi người các chi tiết chia sẻ rất là sắc nét rồi. Và tinh giảm tối đa phím bấm thì đỡ rối mắt cũng như là dễ dàng thao tác hơn rất là nhiều. Trung tâm cửa gió điều hòa cho vị trí trung tâm nhá. Hình viên đạn đối xứng nhau rất là sang trọng. Gương chiếu hậu chống chói tự động. Bản này là bản Luxury này. Rèm che nắng tích hợp gương trang điểm cho các bác và kèm đèn cho các bác luôn. Tương phản với nội thất màu đen này, đó chính là phần bộ trần nỉ màu ghi sáng, tăng thêm cái sự thoáng đãng và không gian rộng giá trị xe lên rất là nhiều. Và con này là bản lắc này, chúng ta sẽ được trang bị cửa sổ nóc này. Mọi người có thể quan sát cửa sổ nóc nhé. Cửa sổ nóc thì nó thoáng đãng cho không khí trong lành, chúng ta có thể lấy gió ngoài một cách tự nhiên nhất, hoặc gió tự nhiên một cách dễ chịu nhất rồi. Các chi tiết ghế da này, bản này là bản Luxury, chúng ta ngay phần ghế lái, ghế phụ được trang bị túi khí an toàn rất là cao cấp, mà ghế hay đệm ghế còn rất là mới nhé, có lỗ thông hơi ở phần đệm ghế và đệm lưng, dễ chịu cho chúng ta khi ngồi trên chiếc xe này. Và đây là các chi tiết tem mác cũng như là các con ốc ở phần cột bê của chiếc xe, không có dấu hiệu cậy mở các bác này. Em quay rất là chi tiết cho các bác tham khảo luôn. Keo chỉ thì nguyên zin nguyên vẹn 100%. Và đây là các chi tiết con ốc trên phần cột A các bác nhá. Keo chỉ này, không mất một phần keo chỉ nào. Cái này thì em sẽ cam kết trên văn bản giấy tờ cho các bác. Phát hiện mất một phần keo chỉ thì em hoàn tiền cho các bác 100% và chịu luôn chi phí đi lại nhá. Tay phần táp ly cánh cửa nhá, phím bấm sắc nét và bọc chrome sang trọng rồi này. Mạ chrome này, chi tiết giả vân gỗ, các chi tiết da. Hệ thống loa Bose nhá. Với hệ thống loa Bose này thì chất lượng âm thanh của chiếc Mazda CX-5 này quá là tuyệt vời rồi. Và đây là con ốc ở phần táp ly, màu sơn đánh dấu như sản xuất này. Mọi người có thể quan sát rất là dễ dàng. Các con ốc cũng rất là mới, không có dấu hiệu gì sét hao mòn. Tiếp theo cho nội thất hàng ghế phía sau. Cửa gió điều hòa phía sau sẽ được đặt ở bệ tí tay của hàng ghế trước các bác này. Cũng rất là dễ dàng điều chỉnh mức gió, cổng sạc 12V, túi để đồ dành cho hành khách ngồi phía sau này. Lót sàn rất là sạch sẽ rồi, tăng sự sang trọng chiếc xe. Ba từ đầu ở cả ba vị trí ghế và vị trí ghế giữa kiêm luôn bệ tí tay các bác nhé. Bệ tí tay kiêm để ly để cốc và cổng sạc thì chúng ta sẽ được trang bị ở phía dòng sau này. Hai cổng sạc 2.1A này. Mọi người quan sát rất là dễ dàng nhé. Con này thiết kế khá là sang trọng rồi, đời cao. CX-5 này các bác thấy được là nội thất cũng khá là rộng, form dáng bên ngoài thì trẻ trung. Và đặc biệt hơn nữa đó là trang thiết bị option trên xe được trang bị khá là nhiều. Tính năng an toàn thì được trang bị nhiều hơn hẳn so với những mẫu xe Hàn rồi. Đây là các chi tiết con ốc trên phần cột B của chiếc xe, keo chỉ xung quanh này, phần cột C của chiếc xe luôn. Các bác có thể tham khảo chi tiết hơn. Phần táp ly cánh cửa cũng khá là sắc nét cho hàng ghế phía sau, không một vết xước các chị nhá. Con này thì các bác mua xe mới thì nó đắt hơn khá là nhiều, mà chúng ta mua một mẫu xe đã qua sử dụng mới lăn bánh có hơn 2 vạn, tiết kiệm được khá là nhiều chi phí rồi. Khóa chốt an toàn dành cho trẻ em phía sau này, con ốc này, con này cũng lên được cả cam hành trình nữa rồi. Phanh đĩa ABS của chúng ta sẽ được trang bị trên cả 4 bánh nhá. Mặt la răng này sáng bóng không xước xác ở cái phần 4 bánh la răng của chiếc xe rồi. Phần trước của chiếc xe này thiết kế khá bắt mắt, thì phần hậu của chiếc xe cũng thiết kế bắt mắt không kém. Cặp đèn hậu ôm trọn phần hông xe hình lá liễu sang trọng này, giải đèn phanh chia cao, vây cá mập tạo sự thể thao mạnh mẽ chiếc xe này hơn rất là nhiều. Cảm biến cảnh báo va chạm này và ống xả lipo thể thao được trang bị trên chiếc xe này. Mọi người thể quan sát cái form dáng phía sau của chiếc xe X5 này cực kỳ đẹp, cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ cho các bác luôn. Con này được trang bị cốp điện các anh chị nhá. Mọi người thấy đây rằng là chúng ta chỉ cần khởi động ở phím bấm thôi, cốp xe tự động mở ra. Con này thì cái phím bấm này thì chúng ta sẽ có thể ấn từ phía trước để nó mở trước, hoặc chúng ta ấn từ phía sau thì chúng ta chỉ cần khởi động bằng phím bấm ngay phía bên dưới cái logo thôi. Khoang cốp của chúng ta thì khá là rộng rãi này, phần nỉ sạch sẽ. Mọi người quan sát các chi tiết xung quanh nhá. Nếu mà chúng ta vẫn muốn tăng diện tích khoang chứa đồ thì hàng ghế thứ hai chúng ta có thể gập lại để tăng diện tích cái chúng ta muốn chứa đồ nhiều hơn.
hàng ghế vị trí thứ ba này, cổng sạc 12V đầy đủ cho các bác. Bên dưới này sẽ là vị trí chứa lốp sơ cua, kèm bộ dụng cụ sửa chữa khoang chứa lốp sơ cua khá là gọn gàng, ngăn nắp cũng như rất là sạch sẽ chúng ta đây. Cái chính là phần nỉ, hai tia điện chống đỡ chắc chắn này. À, con này nó khoảng 5 đến 6 lít cho đường kết hợp thôi và khoảng 7 lít khoảng 9 lít cho đường trường này, đường nội đô này. Hai thì chống đỡ nhá các anh nhá. Các chi tiết đường ống này, keo chỉ phía bên trên này. Màu sơn này dấu nhà xuất mọi người thấy rằng là rất là đậm đúng không ạ? Hai con ốc bản lề của chiếc xe. Và thao tác đóng xuống cũng rất đơn giản thôi. Bác chỉ cần ấn với phím bấm này. Cực kỳ tiện lợi chúng ta sử dụng. Là mọi người nhìn từ form dáng phần hông phía sau nhá, con này em thấy khá là đẹp. Và cá nhân em thì trong cái phân khúc tầm cao 5 chỗ SUV thì như là CRV hay là Tucson hay là X-Trail thì em vẫn khá là thích chiếc Mazda CX-5. Được cả thiết kế, được cả option và được cả cái tính bền lành cho những mẫu xe Nhật. Mặt la răng phía sau này 755 triệu đồng em thấy giá rất là hợp lý cho các bác. Một mẫu xe sang trọng, trẻ trung, năng động. Và đây là nội thất hàng ghế phía sau. Ở bên phụ, các chi tiết con ốc các anh chị nhé. Con ốc phần cột B của chiếc xe này, keo chỉ, túi đồ. Phần trần nỉ cũng khá là sạch sẽ chúng ta. Cái trần nỉ màu ghi sáng này tăng thêm cái sự thoáng đáng chiếc xe này rất là tốt rồi. Các chi tiết con ốc cho các bác này, cũng như là phần táp ly gần như là không một vết xước nào, rất là mới các chị nhé. Phím bấm sắc nét, khóa chốt an toàn này, cũng như là phần con ốc của chiếc xe. Cái tay nắm cửa thông minh của chúng ta sẽ được trang bị cho cả bên ghế phụ các bác nhá. Ghế lái, ghế phụ này. Các chi tiết con ốc của phần táp ly cánh cửa này. Mọi người thử quan sát này. Form dáng rất là đẹp và các trang thiết bị trên xe bảo vệ tối ưu nhất có thể rồi. Ốp bậc lên xuống này, bậc lên xuống này. Và đây là tem mác của chiếc xe mọi người nhá. Sản xuất tại Việt Nam. Khối lượng trọng lượng của chiếc xe này là 1,5 tấn. Và khối lượng toàn bộ thiết kế là 2 tấn này, số người phép chở 5 người. Đây là chi tiết phần ghế phụ của chúng ta này. Các chi tiết khá là cao cấp. Xe Nhật mà, chất lượng chắc chắn là bền bỉ rồi. Khoang, một khoang cốp nữa để chúng ta có thể chứa dụng cụ cá nhân. Trên phần táp lô chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái tấm lót nỉ để bảo vệ cái phần táp lô của chúng ta. Hơn nữa thì tấm mỉ nhung này thì trang bị thêm nhìn chiếc xe của chúng ta cũng khá là cao cấp nữa rồi. Đây là cam hành trình các bác nhé. Và như vậy thì tổng thể cái phần ngoại nội thất của chiếc CX-5 này em đã giới thiệu cho các bác rồi. Em sẽ đi luôn vào phần khoang động cơ để các bác đánh giá chi tiết nốt chiếc CX-5 2021 này của Butterfun vô gầm cao. Dưới nắp capo đây chính là khối động cơ 2.0 và động cơ độc quyền của thương hiệu Mazda, đó chính là Skytip Technology. Và động cơ 2.0 thì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn khá là nhiều so với phiên bản động cơ 2.5. Và mọi người thấy rằng là em đang bật đề nổ, vận hành của chiếc xe này nó khá là êm ái mượt mà. Các chi tiết trên xe còn rất là sắc nét nhé. Ốc 7 màu của chiếc xe này. Và đây là cái ốc trên phần thân máy. Con này thì bên em sẽ cam kết cho các bác là máy số zin, keo chỉ zin, thân vỏ zin, không tai nạn đâm đụng, không thủy im nước và có cam kết rõ ràng trên văn bản giấy tờ. Bao check test toàn quốc này, test hãng, test thợ với mẫu CX-5 2021 này. Vậy bác nào đang có nhu cầu tìm một chiếc xe gầm cao 5 chỗ thì hãy đến Butterfun vô gầm cao. Bên em khá là nhiều những mẫu xe chất lượng, đa số thì đều là gầm cao để cho các bác lựa chọn. Và với mẫu CX-5 2021 mà em đang chào bán hơn 7 đồng này thì bác nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline 0964 834 834 hoặc các bác có thể qua trực tiếp địa chỉ của showroom bên em. Có địa chỉ tại 468 Nguyễn Minh Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Và đây là biển hiệu của Butterfun vô gầm cao các bác nhé. Các bác trước khi qua thì cứ kết nối về Zalo để lấy định vị trí đường. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe của Butterfun. Đừng quên follow kênh để cập nhật những mẫu xe mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng tại clip giới thiệu xe tiếp theo.